nè, đứt luôn nè. Cái dấu á, thử cái nữa kìa. Sẵn mình chặt mình lấy luôn. Này dấu cái bên luôn. Này dấu cái bên.
Ok, thì bây giờ mình đã mài xong rồi, cán mình cũng vô khâu rồi anh em ha. Tiến hành cái mình tiến hành cái mình vô luôn ha. Đó. Đó. Tiến hành cái mình vô keo luôn. Ha. Ok. Ok. Keo keo luôn. Ok, thì bây giờ keo mình đã đổ rồi anh em ha. Đó. Đó. Thì mình đánh lấy máy mình đánh cái này ha. Rồi mình đánh tạm thời mình đánh thô một cái anh em ha. Đó. Rồi mình tiến hành mình khoan. Khoan chốt luôn rồi mình mới đánh bóng lần lần nữa ha. Rồi. Rồi mình mới tán chốt. Bây giờ đi đánh bóng luôn anh em ơi. Rồi, ok mình cũng đánh bóng tạm được anh em ha. Đó. Chỗ này nó lộn phèo đã thiệt chứ ha, em thấy chỗ này nó lộn phèo ha. Rồi, ok. Lộn phèo anh em ạ. Rồi, ok, ok. Cái bên này bắt nhạc khá lớn anh em ha.
thử lại cái nam mày rồi. Thử coi nó làm sao nè. Đồng mình thử cái đây. Thử cái còn hơn không anh em. Luôn con đẹp được cũng được cho nó bay luôn ha. Thử hết sức cây này có cán này. Ha. Đứt luôn nè. Cái dấu á, thử cái nữa kìa, sẵn mình chặt mình lấy luôn. Này dấu cái bên luôn. Này dấu cái bên. Được hai cái ba khúc. Mình thử cái giờ đó mình thử cái ấy nhẹ nhẹ thử cái anh em. Mình đi thử mấy cây ấy à. Ấy giờ đi mình thử chặt mấy cái khúc mấy nhát cái khúc nhãn anh em. Thử coi sao. Chúng con xin quyết giữ gìn cho nó bự bự chút đi dễ cho thấy. Chẳng này nè, mấy cái khúc này chặt cũng dữ á. Đứng không nè anh em ha. Đó, chặt đứng luôn nè. Ngộ thiệt. Mà chặt vô cây hồi làm như nó lao cái dấu này mất nè. Nè anh em thấy không? Ha. Làm như nó kẹt vô đống cái thằng hồi càng ngàn láng anh em. Ngộ ha.
Ôi, chặt nữa cũng vậy anh em. Chặt muốn giáp luôn ha. Cái dấu này trong này dấu bữa hổm chặt. Còn cái dấu này từ đây tới đây nãy giờ mình chặt từ cái mí này. Đó, mình chặt nãy từ mí ngay ngón tay này nè. Chặt qua tới đây. Đó. Đó. Nhãn này nó khô gan khô gốc luôn. Ôi, chặt hoài nó cũng thế thôi anh em ha. Để cái miếng giấy mình thử coi cái này, cái mép này nó hơi dày anh em ha. Nói chung là mép này mép dày. Giò heo thì chặt tối ngày sáng đêm luôn anh em, không có gì hết trơn ha. Có vụ giò bò thì cái đó không biết nha. Tại vì cái dao này mình nói chung mình làm tới giờ cái giò bò mà dọn tơ tơ thì chứ còn mà giò bò mười mấy năm rồi chặt cái chừng lớn mới là bể anh em, nó thuộc như miễn vậy ha. Nó cứng lắm anh em ơi. Thấy vậy ạ. Ra đây mình thử rồi. Còn miếng giấy tập nè, không biết đứt nổi không. Nghi vậy chắc không đứt, 80% là chắc không đứt rồi anh em. 80% là thấy không đứt nổi rồi. Tại giấy tập này mà lớn mới cái dao mình yếu yếu rồi mình cắt còn không đứt nữa ha. Cái dấu nãy này mình chặt sắt này mà nó láng luôn nè ha. Cây làm như nó dính vô rồi nó cái nó láng anh em thấy không ha. Cái đây nè hả, nó dính như này nó láng ha. Ngộ thiệt chứ, ngộ thiệt. Khứa đây coi, khi nó dính ba cái này dễ bị đứt đây, chắc không đứt là hơn. Xích lên chút đi, trời ơi. Cũng còn đứt nữa nè. Hơn quá. Hơn ha. Hơn cái chỗ này ở đây là mình nó dày chỗ này, ngay cái tay mình cầm là nó dày nè nè ha, chỗ này là nó dày nè ha. Đó. Chỗ này ngoài này thì khỏi nói vậy anh em nha ha. Ha. Ngoài mũi này thì khỏi nói, mình đang thử chỗ này nè. Nó chỗ nãy mình chặt rồi á. Ha. Rồi. Wow. Thôi mình cũng xin xuống clip đây anh em ơi. Cái dao của anh ruột rồi ha, anh ruột. Ơi, rồi dao của anh Nghiệp thì tuần sau mới lấy anh em. Dao này hôm qua mình làm, tuần sau anh mới về mới lấy. Rồi, thôi vậy mình cũng xin xuống clip đây ha. Rồi để hẹn mình hẹn clip sau đi. Giờ nó cũng tối rồi anh em ơi. Bữa nào cũng tối hết trơn ha. Ngày nay làm có cái dao này. À, mình hoàn thiện nó luôn á, từ gắn cán làm keo làm cán đồ này nọ hết tất cả đó. Anh em thấy mình chặt không đó. Mình chặt nhiều khi một cái sắt sáo mà mình chặt sắt này cứng thiệt chứ, nó chặt một cái nó ngọt xớt luôn, nhưng mà có cái là anh em mình nè, nãy chặt nè đó. Chứ nhiều khi anh em mình chặt không biết cái thế, chặt không có ở dưới không có cục đe, chặt lớn mới mình chặt không đứt nha anh em nha. Đó. Tại vì có cục đe trên dao, trên thép và dưới thép luôn, mình chặt mình quyết định mình chặt thì nó có thể nó ấy ha. Chứ còn anh em mình mà chặt
nhiều khi sượng sượng mình để cục cây mình chặt coi chừng là bẻ mẻ lên anh em đó. Bởi vì nhiều khi mình ở đây mình test về cho anh em, mà nhiều khi về mình chặt cái giò heo mềm xèo cũng mẻ cũng chừng nữa. Nhiều cái thớt của mình á, cái thớt mình bị hót giữa cái chặt cái tới đó, cái xương heo nó đang vậy đi đó, cái chặt cái chặt cái xương heo về cái đầu cái nó quằn xuống vậy nè, nó hót vậy, cái chặt xuống cái nó quằn vậy nè, nó cắn lại cái mép cái dao của mình bởi nó mẻ anh em hang. Với mình dồn mình chặt hai nhát á, dụ giò heo mình chặt một nhát không nói gì, mình chặt mà hai ba nhát cái bắt đầu nó nhiều miếng xương á, nó sắp lại thành nhiều miếng á, nó thành một khối dày anh em. Rồi thôi bây giờ hôm nay không có nói nhiều nữa, giờ kết thúc cái dao này rồi, thôi xuống clip đây, 9 giờ mấy rồi. Rồi thì chúc cô chú anh chị mình năm mới luôn bình an và gia đình mình luôn hạnh phúc nha. Dạ thôi con xin chào tạm biệt, hẹn con clip sau.